Chào anh em nha, mình là giới thiệu với anh em cây Aquatic hàng bãi Nhật nha anh em. Cây này là cây Legend. Legend hàng này của hãng Legend này nó thường xuyên sản xuất đạn điện. Anh em nào chơi hàng bãi Nhật nhiều anh em sẽ biết. Bên hãng này là chuyên sản xuất đạn điện nha anh em. Anh em thấy rất là nhiều hàng đạn điện hãng này. Cây này là cây Aquatic, họ sản xuất chất lượng rất là tốt nha anh em. Những cái series của Legend Aquatic này thường thì mình thấy sản xuất ở Korea nha, có một số cây sản xuất ở China. Cây này thì họ không ghi là made in ở đâu đó, cho nên mình không biết. Đàn mình mua từ Nhật về nha anh em, mua từ Nhật về, nhưng có nhiều cây họ sản xuất ở Korea, có nhiều cây họ sản xuất ở Trung Quốc. Series này họ không ghi cho nên mình không biết. Chất lượng thì rất là tốt nha anh em, chất lượng của dòng này rất là tốt. Series của nó là WG20CS, mình sẽ ghi tên trên màn hình cho anh em tham khảo. Bình thường thì cái đàn này nó xuất xưởng thì giá nó khoảng hơn 3 triệu nha anh em, 3 triệu rưỡi tầm tầm đó. Thì cái đàn second hand cũ thường như cây này bên mình bán bình thường khoảng là 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi nha, đàn second hand, tại vì nó còn rất là đẹp luôn nha anh em. Nhưng mà cây này mình thanh lý rẻ 1.500.000 thôi. Nó có lý do anh em, tại vì cái lưng nó bị chày như đây nè. Nó bị chày cho nên bán rẻ nha anh em. Chày hàng mình về nó bị chày thì giá nó sẽ rẻ hơn. Còn lại là nó đẹp gần như mới nha anh em, còn lại đẹp gần như mới ngoại trừ cái vết này ra thôi. Nó là vết xước ở ngoài lớp sơn nha. Ngoài lớp sơn thôi, lát mình sẽ quay gần cho anh em coi, nó là xước sát ở ngoài lớp sơn nên còn lại là cái đàn đẹp hết, đẹp gần như một cái đàn mới luôn nha anh em. Và đặc biệt cái đàn này âm nó rất là tốt, với cái tầm giá nó, nếu như anh em mua với giá 1.500.000 thì nó rất là tốt luôn, nó không có vấn đề gì để bàn nữa, tại vì nó chất lượng nó rất là tốt, âm nó hay, cần phím nó êm nữa nha anh em, cần phím nó êm nữa nha. 1.500.000, mình sẽ quay gần mình test cần phím cho anh em coi. Đây anh em coi cái mặt tớp của nó nè, đẹp hoàn hảo nha anh em nha. Anh em có thể thấy cái điện thoại mình đang quay đó, đẹp lắm, hầu như là nó gần như mới vậy đó anh em ơi. Cần nó cũng mướt lắm nha anh em. Tem của nó trong đây, sorry nó, lát mình sẽ ghi tên trên màn hình cho anh em tham khảo. Khá đẹp nha anh em nha đó. Khóa thì còn đẹp hết đây, cần mướt nha anh em, cần đẹp hết luôn. Cái lưng nó vẫn đẹp nha anh em, lưng nó vẫn đẹp hết luôn, ngoài trừ cái vấn đề này thôi. Nhưng là khi họ vận chuyển á, cái dấu này dấu do vận chuyển chứ không phải là do cái người chơi bên Nhật họ làm đâu nha. Dấu này do vận chuyển là một cái vật gì đó họ bị xước vô. Đó anh em thấy không? Nó xước vô vậy thôi nha. Mình quay gần nha anh em coi, nó chỉ ngoài lớp sơn thôi nha anh em, ngoài lớp sơn nhẹ thôi nha. Không ảnh hưởng gì đến chất lượng cái đàn. Anh em mua cái này 1.500.000 thì chất lượng rất là tốt. Nó rẻ được hơn một nửa giá nha anh em, hơn một nửa giá. Mình sẽ test cần phím cho anh em nha. Action của nó đo thì cực kỳ chuẩn luôn. Action như 1 nha. Đẹp. Như 6 đẹp luôn nha anh em. Đẹp ngon lành hết nha. Rồi mình test cần phím cho anh em coi. Cần phím là đẹp đều nha anh em, không có nốt nào rè tè, không nốt nào lỗi gì nha anh em nha. Âm thì rất là ok luôn, tầm giá 1.500.000 anh em mua cái này thì rẻ hơn được một nửa giá, mà chất lượng thì ngon lành hết nha. Chỉ có một vết xước nhỏ thôi nha, không ảnh hưởng gì đến cái đàn hết. Tiếng tốt lắm nha anh em nha. Hộp âm chặn anh em bấm cũng rất là nhiều nha. Đó, mình bấm những âm cao luôn mà cũng nhẹ nha anh em nha. Rồi cái Legend mình bán với giá 1.500.000 nha anh em. Như anh em đã thấy rồi đó, cái đàn rất là đẹp, âm rất là tốt luôn, mà mình bán giá rất là rẻ cho anh em. Nó chỉ xước nhẹ cái phần lưng thôi nha, ở ngoài lớp sơn nha anh em, không vô gỗ, không nứt bể, không hư hỏng, và cái đàn này nguyên zin hết nha anh em nha.
nguyên zin 100% luôn, hoàn toàn ok hết. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả nha, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều.